điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Vậy dạ? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Quá dữ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong Trần Nhật Quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên. Năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước, rồi dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. Hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, 31 tuổi chị ạ. Dạ, em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn, hát bài luôn. Hay quá. Xôn tụ luôn. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn. Anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng. Dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan. Em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Em thấy hợp hợp với chị, em thích hát. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát, nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa khôi bụi. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Lợi trớn hơi cao đúng không? Bên đó đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi, đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân chút. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm, em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân chứ. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang dép tổ ong mắc mớ gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao à. Nói chung là cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay. Móng tay nhìn ghê. Trời ơi, chết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén em tự lập từ nhỏ. Bây giờ mình có thật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lần hai rồi xong rồi tự em dọn luôn ạ.
nó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi. Tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Thì quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn một người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À. Đừng có hói đầu. Cái này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi không được rồi. Dạ em đẹp em phải đánh đàn chị. À một bàn bên, bên này thì cũng cắt. Dạ. Mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát. Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có ba lúng đồng tiền nha, mặt này cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi mang dài vô đi chút xíu gặp nhà gái. Được rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Cát Tường. Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai chào bác gái đi. Dạ em. Con chào cô ạ. Cô cứ yên tâm đi, nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình nguyện con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ. Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu, đưa tay lên. Trời ơi, ơi. Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội dạ. Ngoại. Nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi thằng trai dạ. Thì được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, em trai đi đâu? Xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. À, nhưng mà bạn dạ. Nhìn thấy nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị... Sao, sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng, cố gắng. Dạ. Em chào em. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy một dạ, bóng cái này giờ thì rồi em tặng vậy? Cho anh Quỳnh Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thi giờ. À, tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chuột chà hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn. À, cũng được. Hai má lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to giống sao? Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ em cảm ơn. Hẹn hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao, nhắm lên hoạch. Tuần lên mấy lần? Thì nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao, công việc em xong rồi em sẽ thu xếp, em sẽ lên.
Cũng khá xa đó anh ạ. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định một cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Em bấm mà nóng được. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô không phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Nhớ nha, nhớ báo tin vui cho chúng tôi nha. Bây giờ đủ bộ nè, có đàn, có vé số. Xin mời. Em thì chưa có mối tình nào chính thức cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Như vậy là ông Mai bà mối ngày hôm nay đã rất là thành công ở cặp đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cặp thứ hai xem như thế nào. Xin mời Hạ Màng. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy và chào quý vị khán giả. Em tên là Thu Hằng. Còn mấy tháng nữa là sinh nhật lần thứ 29 của em. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm thiết kế đồ họa. Rồi, 29 tuổi làm thiết kế đồ họa. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn gái bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Gọn, hiện đang làm trưởng phòng công tác ở một công ty chuyên phân phối và nhập khẩu máy điều hòa không khí. Quê em ở Vĩnh Long. Vĩnh Long hả Gọn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 33 tuổi chị. 33 tuổi. Có mấy mối tình rồi Gọn? Em có một mối tình nhưng mà không chính thức, cách đây cũng khoảng hơn 4 năm rồi. Gọn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết làm công việc gia đình. Khuyết điểm của em thì chắc là do em hiền quá thôi. Gọn hơi hiền, cũng hơi nhút nhát. Nãy giờ anh ấy ngồi bên đây anh rất là run. Nói nhỏ quá à. Đúng không Gọn? Dạ. Bây giờ thì cô gái bên kia cho chúng tôi biết rằng cô đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà cũng lâu rồi chị. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em nghĩ là em biết nấu ăn, biết làm một số loại bánh như bánh lăng, bánh quy. Biết may vá, em thích may rèm cửa hoặc là áo gối cho nhà sử dụng á. Dạ. Dạ, em cũng hay trồng mấy cây rau nhỏ trên ban công á, để lâu lâu mình lên ngắm cảnh thì có khi nào muốn sử dụng thì hái mình ăn luôn. Hái trồng ăn luôn, rau sạch luôn. Dạ. Hay quá ha, coi như là nữ công gia chánh. Dạ. Đó là ưu điểm, còn có những cái khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em nghĩ là đôi lúc thì em nói chuyện hơi thẳng tính á, nên là có thể làm mất lòng một số người. Cái khuyết điểm thứ hai là hay suy nghĩ sâu xa về một cái vấn đề nào đó để cho mình hay lo sợ. Có trưởng phòng bên đây rồi khỏi sợ. Trưởng phòng dưới tay mình có lính nhiều cô gái không em? Dạ, lính của em thì chỉ có nam thôi. Nam thôi hả? Dạ. Bao nhiêu nam? Dạ, khoảng 17-18 người. Mà giờ còn muốn kiếm một người bạn gái như thế nào? Thì em thì cũng không có đặt ra tiêu chuẩn gì quá cao cho bạn gái. Chỉ cần là bạn đó biết quan tâm và chia sẻ trong cuộc sống, yêu thương và quan tâm với mọi người là được ạ. Đơn giản, chiều cao, chiều thấp như thế nào không? Dạ, em cũng không có đặt tiêu chuẩn gì mấy về ngoại hình. Chà, cô gái bên này hơi cao á nha. Thế tiêu chuẩn bạn đặt ra tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, nếu mà càng cao thì càng tốt chị. Bạn cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 ạ. 1m67? Chà, vậy anh bên kia phải tầm 1m70 đổ lên ha. Hơn.
Hơn không? Bên đây chín mấy rồi. Cái gì? Đứng lên ghế á. À, bạn hình dung ra ngày hôm nay bạn gặp cái người bên kia như thế nào? Có thể là một anh nhìn đâu có đôi mắt hiền, nhìn chất phác, nói tính tình thì điềm đạm, mà nói chuyện thì gần gũi bình dân. À, em thích những mẫu người như vậy. Điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích là bạn nam đừng có keo kiệt quá, với lại đừng có cọc cằn quá. Ví dụ như có chuyện gì á, thì mình nói chuyện nhỏ nhẹ để giải quyết, chứ đừng có la lối hay là quát tháo thì em rất là sợ. Anh này không có cọc cằn, không có la lối đâu em. Nếu mà được thì bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình cảm thấy tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân là được chị. Trời, được rồi, để chị qua thì coi anh kia coi. Đàn gái qua coi mặt đàn trai. Chào chị. Rồi, chào anh. Dạ. Thì phía anh thì bao lâu nữa thì anh sẽ tiến tới hôn nhân được? Theo em ấy, thì khoảng 1 năm. Còn vấn đề còn lại là tùy thuộc vào hai người tìm hiểu. Anh hình dung cô bên này như thế nào? Có đáp ứng được những cái yêu cầu mà anh đang muốn tìm kiếm không? Nghe giọng nói thì em cũng hình dung được. Thì cô bên đó cũng chững chạc, hiền. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ đâu? Em thì chưa có mối tình nào chính thức, cho nên em cũng không biết là không thích người phụ nữ ở điểm nào. Mà anh có thích phụ nữ không? Dạ thích. Trả lời nhanh ha, không cần suy nghĩ. Ok, dạ được rồi ha. Trong 1 năm có thể tiến tới hôn nhân được ha. Anh bên đây cũng rất là chân thành, giống như những gì mà bạn gái đề ra. Ồ, dạ. Chào em. À, một chàng trai miền Tây rất chất phác, nhẹ nhàng, dịu dàng. Dạ em thích. Thích hả? Thích. Em thích. Anh này làm trưởng phòng nha, bản lĩnh lắm. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ, dì và hai em ạ. Ồ, có mẹ dì nữa ha. Dạ. Dạ chào cô. Chào Nguyễn Linh, chào Cát Tường và chào quý vị khán giả. Dạ. Dạ cô nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào ạ? Cô thấy thì cái bạn trai bên đây có vẻ là chín chắn, điềm đạm, thấy cũng có vẻ là tin tưởng được á con. Mẹ thấy vậy đó. Cô có muốn gì hỏi con rể tương lai mình không? Chỉ hỏi một câu là nhà con có đông anh em không? Dạ nhà con thì có 3 anh em trai. 3 anh em trai không hả? Dạ. Con thứ mấy? Dạ con ở giữa. Ở giữa hả? Dạ. Nhà cô thì còn có mình với Hằng thôi. Tự vì anh nó có gia đình thì cũng sống riêng rồi, có mình nó ở với cô thôi. Cái chuyện mà bếp núc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó cũng chu đáo lắm. Nó ngay là nó cũng hiền. Tánh nó hơi bướng một chút thôi, nhưng mà không sao hết á. Khi mình nó bướng lên con bỏ đường vô là nó hết rồi. Hay quá, mẹ chỉ đường hay quá. Thấy chưa, có người chỉ đường đi nước bước luôn. Nói gì với cô đi. Trai nói gì với cô đi. Dạ thì lần đầu tiên gặp mặt thì con cũng xin phép cô cho hai đứa con được có cơ hội để tìm hiểu. Rồi nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến xa hơn ạ. À, cô cũng mong vậy. Tự vì chương trình mà sắp xếp cho hai đứa lên đây cũng là cái duyên của hai đứa rồi. Thôi giờ hai đứa thì cố gắng ha. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Cảm ơn cô. Hay quá. Em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái. Em ruột hả em? Dạ em họ. Dạ chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ rồi, chào mọi người có mặt trong trường quay ạ. Em chào chị. Em chào em. Dạ anh ba thì ở nhà rất là hiền, hiền lắm luôn. Được cái là anh rất là chu đáo với lại quan tâm mọi người xung quanh. Thì em thấy anh với chị cũng hợp. Cảm ơn em. Chị cũng dễ thương lắm. Rồi như vậy là được rồi. Thôi mình kéo màn lên đi. Rồi kéo màn lên. Tất cả mọi thứ mọi người đã hướng dẫn hết rồi, ủng hộ hết rồi. Ăn thua hai bạn thôi. Kéo màn. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Em cũng có món quà muốn gửi anh. Thôi, ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Em thì có thích đi du lịch không? Dạ có ạ. Em thích đi mấy chỗ mà nó thiên nhiên mộc mạc này nọ thì em thích hơn. Thường cuối tuần thì em nghỉ thì em làm gì? À, cuối tuần thì nếu mà em rảnh thì em hay đi uống cà phê với bạn. Còn không thì đi mấy chỗ ở ngoại thành á. Có thích đi xem phim không? Dạ có. Cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình kéo cái màn lên, mình gặp và mình thấy đối tượng bên kia giống như, có đúng như cái mình mong muốn, cái hình dung của mình nãy giờ không? À, cũng giống ạ. À. Em thấy anh cũng rất là hiền, nhìn cũng chất phác, giống mẫu người em tìm. Cái cảm nhận rất là quan trọng. Hai bạn đứng lên đi. Hai bạn đi xích vào đây. Nào, hai người nắm tay nhau đi. Rồi, các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Quan trọng là cảm nhận thôi, tất cả mọi thứ đã tốt đẹp hết rồi. Các bạn cảm nhận xem có phải là của nhau hay không. 30 giây. Đó. Truyền điện qua nhau chưa? Có điện gì chưa? Cảm nhận thế nào? Rồi, mình nói đi. Bạn trai nói đi. Bạn trai hiền quá thì bạn nữ nói gì đi. Em nghĩ là mình đã bao nhiêu năm qua mình không tìm thấy nhau, hôm nay mình đã gặp được nhau.
Em hy vọng là kể từ bây giờ mình sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Nói đi bạn trai. Thì anh nghĩ thì mình cũng nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi ông này ông nhát quá anh Linh ơi. Anh phải chỉ ổng vài chiêu sao. Này sao chứ? Giống đám cưới luôn á ta. Bạn gái nói hay quá mà. Trưởng phòng mình mới nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Tỏ tình một câu gì có bạn gái nói hay quá mà. Trời ơi, bữa nay anh gặp em tự nhiên sự tim em thế nào đó. Ủa có quà gì chưa tặng bạn gái hay gì bên đó vậy? Anh có cái... Đứng đây nói luôn đi. Quà cũng quên nữa hả? Dạ không quên chị, cái này là để phút cuối cùng. 89 vậy. Bây giờ 89 rồi đó, bây giờ là 89 rồi đó em. Thì cái này anh gửi tặng em thì... Cái gì vậy? Thì cũng mong là em chấp nhận. À. Ông nhát quá, ông không dám nói, ông phải viết ra sớm. Thôi được rồi. Được rồi, ngồi đi đi bạn. Dù có nhát nói không được mà viết ra được là cũng được rồi. Sau 30 giây các bạn nhìn thẳng mắt nhau và cô gái đã nói điều gì, hãy nhắm mắt lại tưởng tượng. Quan trọng là hai con tim có cùng chung nhịp đập hay không. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay rất đẹp các bạn. Một ngày tốt lành, một hình ảnh rất là tuyệt vời, rất đáng nhớ. Và các bạn hãy có nhấn nút hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bây giờ nắm tay nhau được rồi đấy. Xin phép mẹ hôn bạn gái cái đi. Dạ con xin phép cô để cho con được hôn tay em. Thấy trẻ là hạnh phúc của mình, xúc động quá. Cô cảm thấy như thế nào cô? Mẹ đang rất là xúc động. Dạ, cô thấy, con thấy thì cô cũng ơn tự vì con thích thằng nó quen người lớn tuổi hơn chút. Cho nó điềm đạm chín chắn. Chứ tánh nó thì còn nít. Dạ, nên vậy là vui cô ha. Dạ, dạ cô con cũng hy vọng là sẽ sớm nhận được thiệp báo tin vui từ phía gia đình. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Nắm tay nhau thật chặt nha, không buông nhau nha, ra nha. Đây con gà, 5 con gà. Rồi, dẫn nhau đi xem phim. Khóc, ai làm gì mà khóc? Dạ. Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Từ tin lên em ơi. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tin lên để mà tham gia trên team chứ có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Các Tường xin chào quý vị và Tường đang vào vị trí của mình rồi, đang ở nhà hàng Melson quý vị ạ. Và bây giờ thì bạn Nam đã ngồi nãy giờ, chà, bữa nay tôi gặp Bạch Công Tử với Bạc Liêu lên nè. Để đi ra mời cô nương vào nha, đợi xíu nha cưng. Dạ. Yeah. Thẳng vô, đây, ghế đây rồi, lên phía trước. Rồi, ổn định chỗ ngồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Trời ơi, đẹp gái quá hàng đẹp. Nay trai tài gái sắc gặp nhau rồi. Trời ơi, Bạch Công Tử ha, Bạch Liêu lên ha. Rồi, bây giờ Bạch Công Tử giới thiệu trước mình ở đâu nè. Dạ, em lần đầu tiên em cho em xin phép chào chị Cát Tường. Này không phải Bạch Liêu rồi. Chào quý vị khán giả và đặc biệt là chào bạn gái ở bên kia đại team. Em tên là Nguyễn Văn Nhi, em đến từ miền Trung, Quảng Trị. Hiện tại thì đang làm ở hướng dẫn viên và huấn luyện viên ở gốp, ở sân gốp ở Cam Ranh. Wow, thèn chi phong độ dữ, dân chơi thể thao mà. Nhi hả, tên Nhi hả? Dạ. Nhi là năm nay bao nhiêu cái xuân xanh? Em 37 rồi. 37 là sinh năm nhiêu cơ? Em 82. 82. Tham gia môn thể thao này bao lâu rồi mà giờ làm huấn luyện viên luôn, ghê vậy? Em tham gia gần 10 năm. Mà lúc đầu em vào thì cũng là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng mà làm một thời gian thì em thấy đam mê cái môn này, bắt đầu em tập luyện. Em thích một người anh nói một câu rất là hay là bạn muốn thành công ở cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải trở thành bậc thầy trong cái lĩnh vực đó. Và em cố gắng học và bây giờ em... Và vừa rồi em mới đi thi lên rồi. Rồi, vậy là quá hay rồi. Có biết chơi môn thể thao đó không em? Dạ. Thích chơi không em? Anh sẽ huấn luyện cho em, anh làm huấn luyện viên cho em. Anh này dễ thương lắm, tự tin.
công việc, sự nghiệp ổn định. Rồi giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào anh Nhi và em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hiền ạ. Em ở Bình Thuận. Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang ở Tân Phú. À, quê ở Bình Thuận thôi. Dạ đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì làm việc rất là quyết đoán, đâu ra đó ạ. Và rất là cẩn thận ạ. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em thì đôi khi em cũng hơi nóng nảy, rồi với lại hay khóc. Ai làm gì mà khóc? Dạ. Khóc là khóc trong cuộc sống hay là khóc trong công việc hay là... Nói chung là cứ hay bị cái bực bội lên hay là cái gì đó nói mà không nghe hay gì đó. Mình nói người ta không nghe, mình tức mình cũng khóc. Hay. Rồi ai nói gì mình không giữ ý mình cũng khóc. Hay. Ủa, có biết tiếng Nhật hả? Đúng không? Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Sao vậy? Vụ gì? Bữa nay tâm lý không ổn định hả? Dạ không có. Trời ơi, sao tự nhiên cổ tôi mới hỏi mấy câu cổ sắp khóc rồi kìa, giờ anh tính sao đây? Từ tiên lên em ơi. Cổ vô, cổ vũ, cổ thề câu coi. Cổ sợ nãy giờ cổ đòi, cổ bỏ về luôn á, thiệt á. Nãy giờ trước khi ghi hình là cổ muốn về đó. Thôi hai bạn tự nói chuyện nhau xíu đi, nhiều khi hơi trai nó khác tôi á. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tiên lên để mà tham gia chương trình chứ có gì đâu mà phải sợ, phải khóc em. Bữa nay biết đâu mình có thêm một người cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Vui lắm, một mình buồn lắm em. Đôi lúc cô đơn lắm, cởi mở lên, tự tin lên. Nha cưng nha. Rồi, tới phiên Nhi đi nè. Điểm mạnh, điểm yếu của Nhi là cái gì? Điểm mạnh của em thì thẳng thắn, dễ hòa đồng, có năng khiếu về thể thao, bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền với gôn. Và em biết nấu ăn, ca hát cũng được. Hay quá. Thôi hát bài tặng bạn gái đi, bạn gái đang hồi hộp quá. Thì em hát một đoạn trong bài Em yêu anh như yêu cô hò vì dặm, người tặng bạn gái. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào như biển cả, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Hay quá trời ơi, đẹp trai cao ráo, chơi thể thao còn hát hay nữa, phụ nữ nào mà chịu nổi. Anh này nói ế tôi cũng tin nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em có 20 tình, chưa học 12 xong. Em đi vừa rồi thì có quen một người bạn, là lúc đó bạn đó học của em 2 lớp. Có đi bộ đội nữa? Dạ, em có đi bộ đội. Em đi bộ đội ra em học tiếp. Rồi. Dạ. Cái mối tình đó thì sau khi em đi bộ đội về thì kiểu giống như em còn đi học nữa thì bạn đó chơi được. Mối tình gần đây thì em quen bạn đó thì bạn còn mới có 20, hơn 20 tuổi. Mà Tết vừa rồi thì bên hai bên gia đình cũng nói chung, bên bố mẹ em cũng nói là quá thưa chuyện bên gia đình bên bà đó, nhưng mà bà đó nói bạn nó còn nhỏ, bạn chưa nghĩ đến chuyện đó. Thì em cũng chủ động và em nói về thôi thì mình dừng lại. Có nghĩa là bây giờ thí dụ tìm được cái đối tượng phù hợp thì em mong muốn bao lâu nữa thì mình kết hôn là vừa? Dạ, trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm thôi ha. Thế còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước giờ thì em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình? Dạ. Lý do làm sao chia tay, quen được bao lâu? Nhưng mà thật ra thì đã rất là lâu rồi ạ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đâu vào đó hết rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi nên là em cũng không muốn nhắc lại nhiều quá về cái là bao lâu rồi? Rồi? Cái mối tình sau đó, sau cùng này nè, là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng 5 năm rồi đấy chị. 5 năm? Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lý do tại sao mình chia tay chứ. Thì lúc đó thì đại khái là mình nói cái từ không hợp nhau đi cho nó nhẹ nhàng nhau vậy thôi. Chứ mỗi lần hết cái gì cái không hợp nhau chia tay. Mình muốn hợp là nó hợp, mà mình muốn không hợp là dạ, không hợp. Tại vì mình sinh ra không có ai hợp ai hết trơn á. Mình thích hợp thì mình sẽ hợp. Dạ đúng. Mình phải thay đổi cho phù hợp. Mình đã không thích rồi cỡ nào nó cũng không hợp hết trơn á. Ha. Rồi suốt 5 năm qua lý do tại sao em không quen được ai? Dạ thì công việc nó cứ cuốn mình đi hết cái việc này đến việc kia và học tập làm việc như vậy thôi. Hiện tại bây giờ công việc em đã ổn định chưa? Hiện tại thì là em đang làm báo cáo thuế rồi ở nhà lãnh về nhà làm ạ.
Có bao giờ em nghĩ là em sẽ lấy chồng ở xa chưa? Thì nếu mà người ta cho em đủ niềm tin thì em sẽ về. Đó, đó là cái câu mà chị thích nghe. Chứ còn thật sự á, tình yêu nó khó nói lắm. Dạ đúng á. Mình không có cái lập trình nào mà đưa ra trước kế hoạch hết á. Tại vì khi tình yêu nó tới, nó sẽ thay đổi hết tất cả những kế hoạch trước đây của mình. Mẫu người bạn trai mà em đang tìm kiếm là người như thế nào? Em thích bạn trai tự tin, trung thực và sống tình cảm. Về ngoại hình? Em thì thiện cảm với các bạn ăn mặc chỉnh tề tí. Em không thích bạn nam mặc bụng bự. Không thích bụng bự. Rồi. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yeah. Mẫu người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái của em thì nó cũng nói chung là cũng cao thì cỡ 1m56 trở lên. Nói chung là hơi hiền tí, là một người về gia đình. Trong tình yêu thì chung thủy. Có cái về ngoại hình như thế nào không? Đây, tìm đi. Ảnh trong bốn anh đó đó là có một ảnh đó. Da hơi trắng tí, tóc dài thì tốt. Rồi đó, bốn cô đó kiếm cô đi. Trùng hợp quá ha, người nào cũng tấm hình bốn người hết trơn, một chọi bốn. Ráng kiếm trúng nha, kiếm trúng ai tôi gả người nấy luôn á. Khó ha em ha, bốn người sẵn sàng nhau phải không? Em có cái gợi ý gì cho cổ không? Tôi gợi ý em ở ngoài với trong hình khác nhau xa lắm luôn á. Chị nhìn mà chị không thấy luôn, chị không nhận ra em luôn. Rồi giờ không có trong bốn người đó thì anh ăn mặc hơi khá nổi đấy. Giờ không có bốn ông đó, ông nào huấn luyện viên? Tại sao chọn anh đó? Em cứ đoán vậy thôi phải không? Rồi hy vọng em đoán đúng. Hôm nay nhận ra chưa? Ai? Em nghĩ là người này. Rồi giữ nguyên hiện trường. 1, 2, 3 mở cửa trái tim. Rồi xem coi mình chọn đúng hay sai. Không mà anh này chụp hình không có giống ảnh chút nào. Sao em chọn đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng. Em nghĩ em chọn đúng. Giờ hình như bạn gái mới cắt tóc. Tóc ở đây dài hơn đúng không? Dạ. Yeah. Mới cắt tóc. Anh đã chọn đúng em trong bốn cô gái đó. Nhưng em thì không đúng. Biết ảnh là ai chưa? Trời ơi sai nữa. Đã sai càng thêm sai. Phạt double. Đây nè, nổi nhất cái nè. Nhìn hình còn đón chật nữa. Ê nó nghe nè, mà sao chơi thể thao mà bụng cũng có mựng có bụng vậy? Cái đó là em thấy nó hơi nghịch lý ở cái môn thể thao này, là nó như vậy. Cái môn thể thao này em đi bộ quá trời luôn, em bụng nó nhỏ lại. Lý do? Môn nhỏ thì mình phải tập gym để hỗ trợ. Mà hiện giờ em có tập thể lực thêm không? Dạ em có. Tập thêm chứ tôi thấy là cái bụng lấp lấp lại nha. Tôi nói trước rồi, cái bụng nó hơi lấp lấp rồi đó. Tướng cao ráo ngon lành. Rồi bên này giờ cô này đón chặt rồi, giờ tính sao đây? Thôi giờ trước tiên cũng tặng quà cho người ta trước đi, rồi mới phạt người ta sau nè. Dạ, rồi thì món quà này, cái này là món quà anh tự làm. Tự làm nữa hả? Handmade. Nói chung cùng em cũng được nhung nghe lắm. Em tặng em cái này. Tại vì anh thấy cái này là cái tên nó rất là hay, là sống đời. Thì anh cũng muốn là trong cái vấn đề gì vậy, nó phải lâu dài. Dạ, đó, trong chuyện tình cảm vậy đó, đó em muốn tặng cho em cái này với cái ý nghĩ từ cái tên của nó là sống đời. Dạ em cảm ơn. Và em cũng tặng cho chị Cát Tường cái này handmade trời của em. Trời ơi dễ thương quá. Bây giờ coi cái quà bạn gái trước coi, cái gì anh làm, cái gì anh tự làm kìa. Gì chơi thể thao mà còn tự làm đồ handmade nữa hả? Cái gì vậy em? Em thử cầm lên em nhận ra cái gì vậy? Cái đó là gì em? À cái treo. Cái này em có thể là treo móc khóa hoặc là treo thường thường, nếu mà treo trước xe ô tô cũng đẹp. Không thì treo móc khóa. Đàn ông mà tự làm ghê thiệt ha. Tự làm là em tự làm cái dây tua tua này đúng không? Được, cái tay bóng này lúc trước là nó nguyên tròn vậy, nhưng mà cái này em tự đục khoét vô. Rồi em làm ra cái này luôn. Rồi cảm ơn nha. Bạn gái là hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nhiệm vụ của em là làm sao mà tiếp cận được cổ nha, rồi nói chuyện sao cho nó hợp lý. Yeah. Vậy thì Tường sẽ mời hai bạn ăn trưa với nhau ha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nói chuyện với hai bạn. Đây là món bò nướng lá lốt, một món thuần Việt vùng Nam Bộ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nguồn gốc của nó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, Tường cũng không biết thông tin này luôn nha quý vị. Và lan sang Đức và phát triển mạnh ở nhiều châu lục. Một món nhậu tuyệt hảo cùng với bia tươi. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món bò nướng lá lốt của nhà hàng nha. Yeah. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau, làm sao cho cổ bớt rung bớt hồi hộp nha. Rồi nhớ hỏi chuyện tình yêu đồ, quan điểm tình yêu đồ luôn nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, khỏi nói. Dạ, nhưng mà em ăn chay trường à. Em ăn chay hả? Hay. Chay trường luôn. Dạ. Hồi nãy em vừa về rụt ra và muốn khóc rồi. Coi vậy không hay là mấy chị đùa? Dạ, em hơi nhát ạ. Dạ. Thế anh em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận về anh như thế nào?
Ủa là anh từ Cam Ranh vô ạ? À? À đúng rồi, anh từ Cam Ranh vào. Anh từ Cam Ranh vô hồi nào ạ? À? Hồi tối anh bay vào ạ? À? Anh vào từ sáng hôm qua. À, vậy là hiện tại anh đang ở nhà bạn hay là ở như thế nào? Trong này có chị gái của anh với em gái. À. Anh có hay về quê không? Dạ, thỉnh thoảng ạ, một năm em về có vài lần. Trong cái vấn đề tình cảm thì theo em quan niệm em cần một người đàn ông như thế nào? Dạ, chân thành ạ. Chân thành. Dạ. Ngoài chơi thể thao ra và anh cũng rất là thích tìm hiểu về nấu ăn. Dạ, anh có thể ăn chay được không ạ? Anh ăn chay cũng được, tại vì giống như ở nhà mẹ anh cũng ăn chay. Dạ. Một tháng, nhưng mà mẹ ăn một tháng 4 ngày thôi. Dạ. Những ngày đó thì có thể là mẹ mua món chay về rồi ăn cả nhà luôn cũng được, cũng chẳng sao. Anh cũng nói chung ăn trong ăn uống anh cũng dễ lắm. Không khó lắm. Vậy thì anh dùng đi ạ. Vậy là em ăn chay trường vậy luôn hả? Em ăn chay trường xong có được không anh? Đương nhiên mà em ăn thì cái đó là quyền của em mà. Như vậy thì em đâu có làm được ăn gì cho anh ăn được đâu. Thì nói chung là em làm thì anh có thể tự làm được. Ví dụ sau này mà hai người về ở với nhau mà ăn chay trường không thì anh cũng nếu như mà chắc anh phải tập thích nghi đấy. Tại vì ví dụ một tháng ăn khoảng 4 ngày thì anh ăn được. Đúng không? Đúng rồi, giờ ăn chay trường rồi mà... Ở ngoài tôi nghe, tôi định chút xíu mới vô mà tôi nghe cái đoạn ăn chay trường. Ủa, ăn chay trường luôn hả em? Dạ. Ăn trường luôn. Trời ơi, rồi biết nấu ăn không cưng? Dạ, em biết nấu. Rồi mai mốt rồi lấy vợ về mà vợ không có nấu cho ăn rồi. Không, vợ nấu thì em nấu được, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc là... Nhưng mà ai nấy nấu hả? Một là mày nãy nấy nấu mà không thì một mình em phải nấu hai phần. Trời ơi, thương quá. Ủa mà lý do sao mình ăn chay luôn vậy? Cứ ăn chay từ lúc nào? Lâu chưa? Dạ, chính thức ăn trường thì được một năm mấy rồi ạ. Ồ, vậy là tốt dạ. Lắm. Tụi em mốt thì vợ ăn chay riết rồi, từ từ cho ảnh ăn tuần 2 ngày thôi em. Được không? Dạ. Thôi giờ cho hai bạn bốc vài lá bài nha, cho bạn nữ bốc trước đi. Mình tìm hiểu nhau một xíu kỹ hơn, đọc lớn yêu cầu trong đó và thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác không? À, hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác gồm có đem đồ nghề theo không? Hồi sáng đi còn vội nữa, mong mang đi. Nhưng mà bây giờ anh có thể mô phỏng được. Rồi, đúng rồi. Huấn luận viên đó nha. Bây giờ là cái này là yêu cầu em tự tập là sao là dạy cho bạn gái. À trời ơi, có dạy cho bạn gái luôn ha. Em tập trước đi, là chị cho em dạy cho cổ luôn. Đây là cái động tác đánh gôn cơ bản. Ủa sao tôi thấy eo cũng như vận chuyển mà ta sao bụng vẫn bự ta? Đó là mình đánh những cái kỹ thuật đánh xa, đánh long game. Khi mà mình đánh trên một cái mặt bằng người ta gọi là green thì mình sẽ có kỹ thuật butter. Nhưng mà hôm nay mình không mang cái bird đi. Và mình sẽ dùng cái bird để mình gạt nhẹ cho nó vào lỗ. Bay thẳng không? Kỹ thuật này thì trong môn golf thì mình chỉ đánh bằng vai và không đánh nhiều bằng tay. Không đánh nhiều bằng tay. Bạn nữ ra làm thử động tác không bạn nữ? Ra ảnh chỉ cho động tác coi. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mời em đọc lớn yêu cầu trong đó lên. Bạn nữ thử cảm giác nắm tay bạn nam. Em hãy nắm tay bạn nam rồi em nói lên cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Em đứng lên đi em, cho người ta qua nắm tay hay là em qua bển luôn đi. Dạ thôi được ạ. Hay là em đưa dạ, qua đứng đây. Đó được rồi, đúng dạ, rồi. Đứng đó được ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Nắm không còn nhịp chi vậy? Dạ được rồi. Rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Em thấy bàn tay của ảnh ra mồ hôi. Rồi em không biết ạ. Ba sắp khóc nữa rồi đó. Kêu ba nói ba sắp khóc nữa rồi đó. Sao không biết? Mình nắm tay người ta mình phải thấy cái tay đàn ông nó khác tay đàn bà chứ. Đúng không? Nắm tay trai nó có điện chạy qua hay không? Chai sần sùi hay khô ráp? Hay là nắm tay mà vô cảm không có cảm xúc gì? Thí dụ vậy. Em không biết không? Em không biết là em không nói được hay là em không có cảm xúc? Hai cái nó khác nhau. Không có cảm xúc là khác, mà có cảm xúc mà không nói ra được bằng lời nó khác. Tại vì em không có nói xạo được á. Thì em đâu ai kêu em nói xạo đâu. Em có sao em nói vậy chứ ai kêu em nói xạo. Thì chị nói nếu không có cảm xúc thì em nó không có cảm xúc. Em chỉ biết là... Cái tay anh đổ mồ hôi. Dạ đúng rồi. Vậy em thôi. Chỉ biết cái tay anh đổ mồ hôi chắc anh cũng hồi hộp chị ạ. À, tay em có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Thế thì còn cú cổ một cái coi. Vậy lúc cổ nắm tay em thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy
có vẻ như cái nhiệt độ của bạn ấy không nóng bằng em. Em thấy bàn tay của bạn mát. Tay bạn nó mát, tay em nóng. Yeah. Vậy là nắm tay chỉ để đo nhiệt độ thôi, chứ nắm tay không nói lên được cảm xúc thôi quý vị. Thôi thì bây giờ cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải đến lúc kết cuộc chứ không lẽ giờ mình chạy hoài thi đấu cũng phải dừng đúng không ạ? Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, 30 giây cuối cùng. Mỗi người nói lên một câu nữa thôi. Cảm xúc của mình ngày hôm nay khi tham gia chương trình, hiện tại mình cảm thấy như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước, hãy nhìn nhau 30 giây rồi nói. Anh thấy em rất là hiền và gần như là hơn cả chiều hiền. Hôm nay mà đến tham gia chương trình nên rất là vui được quen biết và gặp gỡ em. Nếu như mà có thể thì anh em có thể là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn gái. Hôm nay đến đây thì em cũng cảm ơn anh. Vì thật ra là gặp nhau cũng đã là cái duyên rồi. Thì đâu đó thì em không biết như thế nào, nhưng mà em chỉ biết là em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì ngày hôm nay chương trình chỉ là bản thân chị Tường chỉ tạo cho hai em một cơ hội để gặp nhau thôi. Còn cái quyền quyết định là ở hai bạn. Bạn trai cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ha. Cho nên bạn gái nói lời cảm ơn mình là cũng đúng rồi. Thế thì bây giờ còn đi được với nhau cái đoạn đường nào nữa hay không là quyết định của hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhưng mà cái nút bấm này là nút bấm để kết duyên, nút bấm để mà trở thành một cặp đôi hẹn hò, không phải nút bấm để kết bạn. Nếu chúng ta cảm thấy thật sự rung động và có cảm xúc với đối phương thì chúng ta mới bấm nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Vì em nghĩ là mình không bấm thì sẽ cho anh rất là nhiều cơ hội tốt hơn sau này. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế tại sao em trai lại không bấm? Em bây giờ em muốn ở quen một người nào có thể là có nhiều thời gian để giống như bạn hiện đấy, thì em cần có nhiều thời gian hơn nữa, tại vì bạn rất là rụt rè và nói chung là cần có người để ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ em ở ngoài đó một tháng và một lần thì không đủ thời gian để mà chăm sóc cho bạn. Thật ra thì chị rất là đồng cảm với hai bạn. Chị thấy nếu mà bỏ ra cái việc khoảng cách về địa lý thì chị nghĩ là hai bạn cũng khá là đẹp đôi với nhau. Thì Tường rất là tiếc ngày hôm nay. Thôi mời hai bạn đứng lên. Tường rất là tiếc vì chị thấy đây là một cặp đôi mà nhìn bên ngoài hoàn toàn mọi thứ rất là ok, hợp nhau rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không vượt qua được một số những khó khăn ở phía trước. Thì vậy là có cái duyên gặp mặt nhưng mà cũng chưa có cái duyên để đến được với nhau. Chị Tường cũng mong là hai bạn đừng buồn và có thể chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Đặc biệt là em gái, đôi lúc mình cũng phải tự tin lên một chút xíu, dạn dĩ hơn một chút xíu để cho mình một cái cơ hội, cho nên tự tin hơn. Dạ, mở lòng ra hơn nha. Dạ, ok, còn bạn trai thì chị nghĩ rằng trời ơi, hết cái số này phát sóng chắc nhiều cô gái sẽ gọi cho chương trình để tìm em quá. Một bạn trai rất là dễ thương. Rồi Tường cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha, phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với Cát Tường trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Cùng chúng tôi điểm lại những cô gái duyên dáng, tài năng đã từng xuất hiện trong ghép đôi thần tốc. Bên cạnh những chàng trai tài giỏi, năng động, đang đi tìm tình yêu là những cô gái cũng xinh đẹp, độc lập không kém, nhưng tình duyên chưa gõ cửa. Em là một người khá là độc lập, tự chủ. Em nấu ăn cũng tốt.
em ưa thích công việc làm từ thiện ạ. Bà Nga ơi, con trai mà mê game là con gái không có thích thì em có đồng suy nghĩ với chị không? Em ưa thích một chàng trai vận động một chút, sport một chút, thể thao một chút. Di chuyển nhiều hơn, vận động nhiều hơn sẽ làm cho anh ấy khỏe hơn. Anh ấy khỏe hơn thì bản thân anh ấy là người đầu tiên được hưởng lợi từ sức khỏe. Sau đó thì sẽ là vợ con và cha mẹ. Vì anh ấy có khỏe thì anh ấy muốn... Đợi chị chút, đợi chị chút. Sao chị gì đến bệnh vậy? Tôi làm theo lời bạn gái yêu cầu là phải có thể thao. Tôi coi có con chuột không hết. Trời ơi, chị đang trau chuốt cho bên đàn trai hả? Tại lý do vì sao? Vì cớ làm sao mà tới bây giờ vẫn độc thân vô tính vậy? Tại vì em tập trung cho công việc hơi nhiều quá. Môi trường của em cũng không tiếp xúc nhiều với nam giới. Có tiếp xúc một chút thì các anh ấy lại thuộc tiếp là muốn gom nông sản sạch. Muốn gom nông sản sạch. Nhưng tất nhiên là em không trong top đó nên là em vẫn F3 đến bây giờ ạ. Nhiều khi đến với chàng trai này sẽ chỉ em chơi game. Hai đứa cùng chồng với bài bài rồi, bài rồi. Nếu được thì em sẽ hướng anh ấy chơi thể thao ạ. Đúng rồi đó. Dạ, anh em... bên cạnh ơi, em thích chơi boxing đó. Anh có thể làm bao tát được không ạ? Cẩn thận nha. Sợ chưa Tài? Mình không có làm gì sai nên mình cũng không sợ gì. Đâu có, nhiều khi đàn bà con gái không cần phải theo lý lẽ đâu. Anh có thể làm bao cát cho em được không? Một lời tỏ tình dễ thương chăng? Đường ơi. Ơi, bây giờ chưa, tới... trời ơi, người ta nghe boxing bên này người ta sợ rồi. Có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là: em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ. Đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn ế. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Thế bạn nữ nè, nãy giờ cười quay. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, yeah. em biết em đẹp. Thiệt hay vậy, sợ đáo đẻ ghê hồn. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sân phi hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ vô Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ếm phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu nhưng thật ra em ế. Em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa không, sai mới... một cái là ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình bắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. Rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ thật nhiên. Người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Và cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng da sắt không? Dạ không có đồng mình đồng da sắt. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ. Em là người chuyên đi đầu.
tiếp theo không thể không nhắc đến những cô nàng dễ thương nhưng tình duyên lận đận. Em chở ba ba mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mình ta ba mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 đến lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Dạ, mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi. Chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao, cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người. Thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng. 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á, thì em với bạn đó tiếp tục. Còn không xuất hiện á, thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ, bạn đó ạ. Rồi, có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Hello. Thật ra thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ được lên viral như vậy đâu. Chỉ vì một con ốc. Mọi người hay chọc ghẹo nói là cặp đôi con ốc á. Sau chương trình thì cũng không có gì thay đổi nhiều hết, trừ những cái biệt danh mới cho mình như là Tiểu Long Nữ hoặc là Cẩm Vân ù ù. Thì mình và hai anh cũng không có giữ liên lạc gì với nhau hết, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình, cũng có việc bận riêng. Mình thì cũng khá bận trong công việc á, cho nên là cũng không có thời gian nhiều để mà nói chuyện tìm hiểu. Với lại cái anh mình được ghép đôi là anh Thoại thì nhìn bề ngoài rất là dễ thương, cười rất là dễ thương luôn, cũng khá là hút hồn. Anh thì khá là lạnh lùng boy đó, và ít nói, cũng hơi giống với lại mẫu người của mình, chỉ là hơi thôi nha, cũng hơi thôi. Vì là mình biết anh cũng là bộ đội, sống trong khuôn khổ nề nếp kỷ luật của quân đội á, cho nên là anh cũng sẽ có một phần nào đó là con người khô khan, và đặc biệt nhất là chân thật quá mức. Đâm ra là mình cũng hiểu cho anh một phần nào đó. Trong cái thời gian mà mình cũng có tìm hiểu với lại anh Tường thì mình cảm thấy là mình với anh cũng không có hợp cho lắm, cũng khác về những điểm á, cho nên là mình với anh cũng không còn liên lạc gì nhiều với nhau nữa. Cũng có nhiều chàng trai inbox nhưng mà mình cũng chỉ giao lưu nói chuyện ở cái mức độ là bạn bè thôi. Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu để mà tìm một người nào đó đâu, vì mình cũng đang tập trung vào công việc á. Với lại á, mình cũng nghe mọi người hay nói cái câu là cứ người im đi rồi tình yêu nó sẽ tới, cho nên là bây giờ mình cũng sẽ thử người im để coi thử là có ai vấp ngã vô mình hay không. Thì như mình cũng đã nói là mình, mọi người của mình thì cũng không có gì là cao siêu lắm đâu, chỉ cần quan tâm mình nè, hiểu được công việc của mình, hiểu qua hiểu lại cho nhau, thấu hiểu, chân thành nè, rồi lạnh lùng ít nói, ấm áp với mình là được. Em thì có 3 mối tình ạ. Wow. Hầu như thì nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi chứ nó cũng không có kéo dài. Mối tình thứ nhất thì đó là học cấp 3. Còn đối với người thứ hai thì bạn đó đang quen bạn khác và bạn đó tìm để mà quen em. Thì em vô tình là bắt cá hai tay người thứ ba ở trong cuộc tình của họ. Lúc đó em xử lý sao? Em nghĩ là mình nên kết thúc thôi. Rồi. Chứ em không bắt cho người đó phải lựa chọn là em hay là người yêu. Em nghĩ em cũng là người đến sau người kia thôi. Em chào chị. Tiếp đi em. Mối tình thứ ba thì bạn đấy lại nhỏ hơn em 1 tuổi. Là em làm về sự kiện cưới. Thì cái dịp như là cuối năm ấy thì em khá là bận, em phải đi tỉnh nhiều, xong rồi cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Thì trong cái thời gian đó thì bạn đó có tìm đến một người khác. Gì hoài vậy? Là cũng có người thứ ba nữa? Em phát hiện ra luôn. Em vô tình xem điện thoại. Em cũng không phải là lúc nào cũng phải kiểm tra hay như thế nào, nhưng mà thỉnh thoảng mình vô. Cứ thỉnh thoảng vô là dính. Dạ đúng. Đàn ông người nào cũng vậy em ơi. Đạt nó cũng vậy đó em thấy không? Không có, em không có luôn. Tại giả không kiểm tra, cái kiểm tra cũng lòi ra. Không có, điện thoại em không giờ đem túi luôn thì. Bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 6-7 tháng. Quên hẳn chưa?
chứ bị mấy cú đó đau lắm ạ. Mình sống thì mình phải luôn hướng về việc trước thôi. Mình có phải khóc rơi nước mắt vì những mối tình đó không? Một buổi thôi chị. À, là cũng có khóc cho nó thỏa mãn không? Xả ra hết là bỏ đúng không? Mình là tích cực hướng về tương lai. Được, tôi thích cô này. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhường nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vế và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì nhà cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, đã vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt là... nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thôi em đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy, có người chứng kiến quay lại xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay, là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call, tại vì trước đó là bạn nó nói với em là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á, thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. À dạ, gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh, nhưng mà cái thằng cũng buồn buồn chia tay mình biết nhậu. Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có, anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một cái thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình. Là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nha, em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, hát đi, thử đi nè. Rồi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ từ. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó tới khi nào mới hết mê? Dạ, bị nữ mê muội á chị. 2 năm. 2 năm. Và còn rất nhiều cô nàng với những năng lực đặc biệt trong tình yêu. Em nói ra sợ mắc cỡ. Coi chị đâu mắc cỡ. Em cũng chưa có mối tình nào. Em cũng chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Em cũng chưa có yêu ai hết. Trời đất ơi, hai cô gái bữa nay sao cô nào cũng trong trắng trinh nguyên vậy trời. Bạn nữ chưa từng rung động với ai, còn em thì đã từng rung động với vài người rồi. Dạ. Em rung động là kiểu người, em yêu đơn cái phương mẫu người mà em rung động. Dạ, cái mẫu người mà em rung động thì nó lạ lắm chị. Sao? Tức là em sẽ thích những cái người mà một thời gian sau đó thì họ sẽ chuyển qua một giới tính khác, chuyển qua một giới tính khác. Cái gì? Sao? Cái gì? Thích ai là một thời gian người đó sẽ chuyển vào một cái giới tính khác. Em nghĩ là trên đời này sinh ra những cái con người mà nó tác động đến một cái giới tính. Tức là có những người như em. Là em quen cái em mê cái anh nào, anh đó sợ em quá, anh qua anh thích con trai luôn. Nó giống như là những cái liều vaccine chẳng hạn đó. Trời. Em ơi, giới tính em rõ ràng không em? Dạ rõ ràng 100%. Hả? Tôi cũng hơi hoang mang. Tôi lo cho thân chủ hoang mang này quá. Hoang mang thiệt. Cái chàng trai đó cũng mê mấy cây son lắm. Cứ để mấy cây son, tất mấy cây son hoài. Cất giấu của bạn gái nên bạn gái cứ đưa ra cái lộn chia tay. Tính lấy về đánh hay sao vô tình bạn gái phát hiện nên của em mà. Chi tiết này hay á, chi tiết này hay. Trời ơi, trên đây cây son nha. Nhưng mà em làm biến chất mấy người rồi. Em không biết là ban đầu họ biến sẵn hay là do em biến. Thì em thấy cũng ba bốn. Trời đất ơi. Trời ơi. Tại vì ta một người muốn chết rồi nhất quá tam ba bận không? Bả ba bốn người. Bốn người. Anh ngồi gần em có vấn đề gì không? Em hơi sợ. Chưa yêu ai, chưa có mối tình. Để ý anh nào, có tình cảm anh nào. Anh đó. Bơ đơ. Trời ơi. Trời ơi. Ủa nó nghe nè em, nhưng mà nó nghe nè, là em yêu nhưng mà em yêu có em có tỏ tình với mấy anh đó không? Dạ không.
Em chỉ thích thôi à? Mà em có thể hiện ra bên ngoài, mấy anh nó có biết là em thích không? Không biết luôn. Không biết luôn. Rồi từ từ em phát hiện ra là người ta giới tính khác. Dạ. Tự động em phát hiện ra. Người ta come out luôn. Người ta come out luôn. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Hơi nhạt mà ba mối tình. Mối tình đầu tiên thì là 8 năm. Trời ơi. Trời, cả một dừa muối á trời. Mối tình 8 năm mà bà kêu là nhạt. Nhạt ở đâu vậy? Dạ bây giờ mới nhạc nè. Sao 8 năm mà chia tay? Em yêu đơn phương. Em yêu đơn phương. Cái gì trời? Trời, cô làm tôi choáng nha. Trời, cô làm tôi sốc nha. Có thể nào cho biết được cái tên mà em yêu đơn phương là bạn của em, bạn học. Bạn đúng mà nó nghe nè. Rồi 8 năm đó là em có thổ lộ tình cảm với anh đó không? Dạ không. Tới bây giờ bạn vẫn chưa biết. Nhưng mà sau 8 năm là em quyết định chấm dứt. Rồi quyết định sớm. Trời, tự yêu xong tự chấm dứt, tự chia tay. Nhưng luôn tại sao em mạnh mẽ vậy, em cá tính như vậy mà em không nói cho anh ta biết? Em cũng thấy làm bạn thì bền hơn. Em thấy ổn không? Thấy ổn không? Không. Em thấy hơi hoang mang anh ơi. Hơi hoang mang, em đừng làm cho bạn hoang mang. Mối tình thứ hai là đại học. Bao nhiêu năm? Một năm, nhưng mà chắc là do em nhạt quá nên bạn bỏ em. Em là một người yêu rất là nhẹ nhàng á, em không phải là yêu kiểu cháy bỏng, nồng nàn. Rồi, mối ba là cũng gần đây, nhưng mà em cũng yêu đơn phương. Nữa hả? Sao cô bé này thần tượng Lam Trường quá vậy? Tình đơn phương hoài luôn á. Đôi khi thấy anh cười vui lòng em sắp xuyên. Trời đất ơi, người ta biết không? Dạ em tỏ tình nhưng mà người ta từ chối. Thường là em phải gánh luôn á. Dạ em bỏ đầy hai đòn gánh luôn anh. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng em nghe. Dạ, nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em thì cũng lo hết. Dạ đúng rồi. Rồi xong đổ thừa ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi, mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ một năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng, nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc, chả có người nào yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý, cuối cùng không có tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mọi người chị này mới giới thiệu chưa có yêu ai hết á. Có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen, thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt bà, bây giờ cô chưa có yêu nha. Cuối cùng phải kể đến những cô nàng tài năng và cá tính. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và
và bóng đêm ghi bàn chân. Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em xinh tươi, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên đôi vai em buông chân. Cho anh mơ mộng, anh muốn được cùng em về miền biển vàng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lẫm, sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp gặp anh trên phố, em ngẩn ngơ em thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt anh đã cho em quên, quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Em muốn được cùng anh về miền biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài. Anh hỡi anh, khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên cạnh. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em. Ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai. Mãi yêu mình ai. Và tất nhiên, để có được sự thành công của các cặp đôi, không thể không kể đến dàn người nhà siêu ấn tượng của đàn gái. Em đi cùng với tất cả đồng nghiệp ở cơ quan em. Đi mấy người? Dạ 10 người. Hả? Dạ 10 người ạ. 10 người? Wow. 10 người lận hết Tùng ơi. Có nghĩa là hôm nay ủng hộ cho Yến rất là cao luôn. Em xin tự giới thiệu, em là Ngân, em là đồng nghiệp của chị Yến ạ. Xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và các quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em đã làm chung với chị Yến khoảng 3 năm. Chị Yến là một người rất là tình cảm, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng với đồng nghiệp, với bạn bè và cả với bệnh nhân nữa. Chị Yến là một người rất là tuyệt vời. Chị có một cái tính xấu là hơi kỹ tính. Dạ. Nhiều khi tụi em cũng nhắc là đừng có kỹ tính quá bà ơi chứ. Có phải là do bệnh nghề nghiệp không em? Dạ có thể chị. Mà tại vì nhiều khi kỹ tính quá đó nên là gặp ai cũng không ưa hết á. Nên khó lắm. Dạ. Gặp đâu thấy vi trùng. Gặp đâu thấy vi trùng. Vi rút. Em nhận xét về hai chàng trai của chương trình như thế nào nè? Em thấy là hai anh thì có rất là nhiều điểm phù hợp với chị của em. Tại vì đều là người ở gốc của miền Trung đúng không ạ? Anh ghế đỏ thì lại rất là có duyên với chị Yến. Cảm nhận của em á thì em cảm thấy là em thích anh ghế xanh hơn. Lý do?
Tại vì em cảm thấy ảnh có một sự điềm tĩnh ở bên trong ảnh, mặc dù ảnh hơi nhút nhát một chút xíu, nhưng mà em thấy ảnh rất là điềm tĩnh. Còn anh áo đỏ, anh ký đỏ thì nãy anh nói là ảnh có một khuyết điểm đó là hơi nóng tính. Mà tính chất của công việc của chị Yến á, thì trực đêm rất là nhiều và phải cần một người đàn ông có thể quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều. Cảm ơn em. Rồi có 11 người đồng nghiệp ở dưới là mỗi người một ý luôn á, thôi chết luôn bàn á. Tán nhau quá trời thôi. Luôn rồi kìa. Dạ em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt khán giả vỗ tay mọi người ơi, dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Nhói lòng rồi. Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự giới mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao? Trả lời em. Không sao, anh sẽ là một chỗ để em, chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Dạ con tên Bảo Nhi. Bảo Nhi. Rồi Nhi năm nay mấy tuổi? Dạ con 7 tuổi. 7 tuổi, hồi nãy giờ con có nghe mấy cô chú trên này nói chuyện con hiểu không? Dạ hiểu. Hai chú này nè, một chú ghế xanh, chú ghế đỏ nè. Con tư vấn, nên tư vấn cho mẹ con là chọn chú nào? Con nghĩ là chọn chú áo vét. Chú áo vét ở ghế màu xanh. Có chú áo vét. Tại sao? Tại sao con lại chọn chú màu xanh? Tại vì con thấy cũng được. Được là được chỗ nào con? Con thấy chú này cũng được nè. Dễ thương nè, hiền lành nè. Vui tính nữa. Vui tính nữa, về có thời gian chơi với con nữa. Sao con không chịu? Tại vì con thấy hơi kỳ. Hả? Con muốn mẹ hôm nay lên đây sẽ như thế nào? Con muốn mẹ hôm nay lên đây để được làm người yêu của người khác. Wow. Giờ con nói con chọn chú áo vest màu xanh phải không? Giờ con phỏng vấn chú vài câu cho cô coi. Con nói chuyện trực tiếp với chú. Chú ơi. Ừ. Chú có nói ăn giỏi không? Chú nói ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm cái gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ. Thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con, cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi. Con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Trang, bạn của chị Khánh. Bạn dạ, Khánh. Đây cũng là những anh chị, những chị ở trong công ty của rồi, chị Khánh. Rồi, xin chào cả nhà mình. Thì ngày hôm nay tụi em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em. Rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy thì anh có nói là anh ở Bến Bình Đông. Anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc. Thì cũng thật là trùng hợp, chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm. Cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cảm mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Cái này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay cái gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống trà sữa rồi. Rồi nha. Được.